V1 Tower Đà Nẵng sẽ được chính thức mở bán vào đầu năm 2024. Mở bán ấy nó là một chuyện. Cái quan trọng ấy là có xây lên và bàn giao được không mới là vấn đề. Băn khoăn này chắc hẳn là của rất nhiều người. V1 Tower Đà Nẵng là dự án thương mại đầu tiên của chủ đầu tư Kyoritsu Maintenance Việt Nam. Quý vị biết đó, trong kinh doanh, những cái sản phẩm đầu tiên chúng ta mang tới thị trường thường sẽ là những sản phẩm mang đầy tâm huyết, quyết tâm và được đầu tư rất nhiều nguồn lực xây dựng uy tín để tiếp tục làm các dự án khác của họ trong tương lai. Toàn ở những nơi quỹ đất rất đẹp. Tôi còn nhớ lại và tìm hiểu rất kỹ gần 20 năm về trước, Vingroup khai trương Vincom Bà Triệu, trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam. Sự thành công bị hoài nghi không hề ít. Ông nào chẳng nói mình uy tín. Cái quan trọng là có uy tín thật không. Đội ngũ lãnh đạo hiện tại có cả chục năm kinh nghiệm trong ngành bất động sản. Với từng đó thời gian mà còn làm ăn kiểu mất chữ tín thì theo các bạn có tồn tại được với thị trường trong thời gian dài như vậy không? Họ có đủ kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm để biết được mình đang cần làm gì với dự án này? Cứ cho là tâm huyết đi, khá là uy tín đi. Nhưng mà ấy, cái dự án này xây ra cũng một đống tiền. Thời buổi kinh tế khó khăn, tiền đâu ra mà lắm để. Về tiền để làm dự án thì ngân hàng đầy tiền. Có dự án tốt để ngân hàng giải ngân thời điểm này, phía ngân hàng ấy còn mừng quá ấy chứ. Ngân hàng thẩm định cấp vốn là VP Bank. Dù gì vẫn thấy lo lo. Lo thì thôi đừng mua nữa. Ấy khoan, đó là người khác nói vậy. Còn tôi thì chắc chắn.